đảo Hòn Sơn. Hòn Sơn hay còn gọi là Hòn Sơn Rái là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía Tây theo đường chim bay, với diện tích 11,5 km2. Với những bãi biển cát trắng xinh đẹp, bãi đá hùng vĩ và thơ mộng, những rặng dừa phủ bóng xanh mát, Hòn Sơn hiện lên như một hòn ngọc lấp lánh giữa đại dương bao la, chưa có dấu vết của sự khai phá. Với không gian yên tĩnh và vẻ đẹp hoang sơ, cuốn hút bậc nhất, đảo Hòn Sơn Kiên Giang là một địa điểm du lịch miền Tây lý tưởng cho những ai yêu thích dã ngoại nghỉ dưỡng. Đến với Hòn Sơn, các bạn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ với biển trời, rừng núi, trải lòng của những người xứ biển mến khách và thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà chất biển. Hòn Sơn còn có tên gọi khác là Hòn Sơn Rái hay có tên là Rái Cá, là vì trước đây trên đảo có một loài cây tên là cây dầu rái mọc rất nhiều. Nhựa cây dùng để quét lên vỏ thuyền để chống nước biển ăn mòn. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng lúc trước quanh đảo có rất nhiều rái cá sinh sống. Năm 1777, khi Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn đến đây, có một con rái cá khổng lồ dâng hải sản lên cho ông, nên ông đặt tên cho hòn đảo là Hòn Sơn Rái. Hòn Sơn có 7 đỉnh núi nhấp nhô và được viền quanh bởi 6 bãi biển đẹp. Đất lành chim đậu. Từ một hòn đảo vắng hoang sơ đầu thế kỷ 18 đến nay, Hòn Sơn đã có hơn 2.400 hộ gia đình với 8.200 nhân khẩu sinh sống. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đóng tàu, chế biến tôm, cá mực khô và làm nước mắm. Trên đảo còn có lễ hội Nghinh Ông được tổ chức vào 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Muốn tới Hòn Sơn, trước tiên bạn phải đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Từ Hà Nội, bạn có thể mua vé máy bay tới Cần Thơ, sau đó bắt xe khách từ Cần Thơ đi Kiên Giang. Và lựa chọn khác là bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục bắt xe khách đến Kiên Giang. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể đi ô tô cá nhân, xe khách đến Rạch Giá với thời gian khoảng từ 5 đến 6 giờ. Vì các chuyến tàu đi Rạch Giá Hòn Sơn xuất phát vào sáng, chính vì vậy bạn nên đi trước một ngày, nghỉ qua đêm tại thành phố Rạch Giá để sáng tới bến tàu cho kịp giờ. Còn đi xe khách thì đi từ đêm hôm trước đến bến xe Rạch Giá vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Từ Rạch Giá có hai phương tiện chính để đi tới đảo Hòn Sơn, đó là tàu cao tốc và tàu khách. Bạn có thể dựa vào thời gian du lịch và dựa vào sở thích của mình mà lựa chọn phương tiện di chuyển sao cho phù hợp nhất. Thời gian di chuyển là 1 tiếng 30 phút. Với phương tiện này thì bạn sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc. Tàu thường neo đậu ở cảng số 2 và số 3 ở bến Rạch Giá. Nếu bạn đi xe máy để tham quan đảo và chờ để chở nhiều đồ đạc hàng hóa thì tàu khách sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Thời gian di chuyển khá lâu, khoảng 3 tiếng 30 phút, nhưng giá vé rẻ hơn tàu cao tốc. Các tàu khách thường đậu ở cảng số 2 tại bến. Hai hãng tàu chính là Thanh Tú và Đức Trung đều khởi hành từ bến Rạch Giá Hòn Sơn từ lúc 8 giờ 30 và quay trở lại lúc 10 giờ. Muốn đi dạo trên đảo thì bạn nên thuê xe máy và
với giá dao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Bạn có thể thuê trực tiếp tại các nhà nghỉ song song với lúc nhận phòng. Nếu đi theo nhóm đông người thì bạn lựa chọn khác, đó là thuê xe bán tải hoặc xe khách 12 chỗ. Ngoài ra bạn cũng có thể thuê một chiếc thuyền của ngư dân để đi vòng quanh đảo hay đi câu cá câu mực rất thú vị. Đảo Hòn Sơn có rất nhiều địa điểm hấp dẫn thú vị cho bạn tha hồ khám phá, như những dãy núi cao hùng vĩ, những bãi biển trong xanh tuyệt đẹp, những ngôi chùa được đi vào di tích lịch sử. Bạn nên đi Hòn Sơn khoảng 2 ngày 1 đêm để tham quan những nét đặc trưng trên đảo, ngắm cảnh hoàng hôn và đón bình minh trên đảo. Khoảnh khắc đó, ngồi trên một mỏm đá lớn hướng mắt nhìn về phía biển, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa biển cả bao la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
video xin được tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của Phong Cảnh Làng Quê. Các bạn nhớ ủng hộ, bấm nút like và đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.